Bình Dương lên thành phố hơn hẳn thành phố Hồ Chí Minh hay sẽ bị lu mờ? Bình Dương, tỉnh giàu nhất Việt Nam. Con rồng sẽ bay cao hơn khi lên thành phố trực thuộc Trung ương. Mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào? Bình Dương đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người. Không khó hiểu khi tỉnh này được quy hoạch để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương, mệnh danh Bình Dương là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Bình Dương sẽ dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Diện tích tự nhiên của Bình Dương là khoảng 2.694 km², dân số hơn 2,8 triệu người. Bình Dương hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 thành phố và 4 huyện. Ngoài Bình Dương, hai tỉnh khác thuộc khu vực Đông Nam Bộ là Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai cũng được quy hoạch để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Tương lai của con rồng Bình Dương sẽ rực rỡ như thế nào? Hãy cùng chờ xem! Bạn có muốn khám phá thêm về Bình Dương? Hãy để lại bình luận và theo dõi kênh của mình để cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn. Và đừng quên vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.